Nhan sắc Lê Dương Bảo lâm thời chưa ra dẻ khiến dân mạng chú ý. Trước khi nổi tiếng như hiện nay, nam diễn viên đã từng sống nghèo khó với ngoại hình kém nổi bật. Sau khi tốt nghiệp diễn viên xong, có biết con làm gì không? Con đi múa lửa. Dạ, con múa lửa mấy cái đoàn hội chợ rồi con. Mấy đoàn xiếc rồi đó, con đi múa lửa để con trụ lại với nghề. Con không đá tay. Dạ, mà nhờ cái những cái tháng ngày mà con thất nghiệp rồi con đi múa lửa vậy mà giờ nó làm cái vốn sống nhờ cái vốn nghề của con nhiều lắm. Lê Dương Bảo Lâm là diễn viên hài đang được khán giả mến mộ nhiều nhất. Không chỉ có duyên ăn nói, Bảo Lâm còn là nghệ sĩ được chú ý bởi ngoại hình, nhất là khi anh luôn tự tin gọi bản thân là Lee Min Ho Đồng Nai, dựa trên tên của một nam diễn viên điển trai tại Hàn Quốc. Nhan sắc của Lê Dương Bảo Lâm đã nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán của công chúng. Anh cũng là nghệ sĩ nam không ngại ngần tiết lộ mình đã trải qua nhiều cuộc trùng tu nhan sắc để có ngoại hình đẹp hơn. Là khách mời trong một chương trình, Lê Dương Bảo Lâm vừa có những chia sẻ thẳng thắn và hài hước khi kể về hành trình phẫu thuật thẩm mỹ. Nam diễn viên thừa nhận mình đã sửa mũi 2 lần, điêu khắc chân mày, gọt xương hàm, nhấn mí và làm răng sứa 2 lần. Nói rõ hơn về lần làm mũi, Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ: "Tôi còn nhớ năm 2012 tôi đã sửa mũi, nhưng lần đó đã bị hư, bác sĩ sửa xong nhìn tôi như phù thủy vậy, mới sửa về được mấy bữa. Tôi đi chạy bộ và bị tụt sụn đỏ ngay đầu mũi. Tôi đau khổ quá nên quyết định 3 tháng sau đi sửa lại. Lần đó tôi khăn gói lên Sài Gòn, gom góp hết tiền bạc, tư trang để sửa lần hai, trộm vía lại sửa được." Dù đã có được chiếc mũi như ý nhưng nam diễn viên vẫn chưa cảm thấy hài lòng với gương mặt của mình và quyết định đi sửa thêm cằm. Lê Dương Bảo Lâm cho biết để có tiền cho lần giao kéo này, anh đã bán chiếc nhẫn của mẹ. Thấy gương mặt đã hoàn thiện, Lê Dương Bảo Lâm lại cho rằng hàm răng chưa được ăn ý và phải chỉnh thôi. Chính vì thế, anh quyết định cưa hàm răng cũ để gắn sứ, nam diễn viên kể. Nhưng lần này xui, thời gian thấm thoát thoi đưa, hàm răng của tôi đã bị chảy và hở ra. Cuối cùng tôi quyết định đi làm lại hàm răng thứ hai. Tôi phải cưa bộ răng cũ và làm nguyên một hàm tới bây giờ luôn, đến khi có cằm và mũi đều nhau. Anh lại tiếp tục sửa thêm nhiều bộ phận khác. Tôi có cái mũi cao rồi, chiếc cằm cũng nhọn rồi nhưng vẫn chưa hài lòng lắm. Tôi thấy mặt mình bị to quá rồi quyết định đi gọt xương hàm cho gọn. Sau thời gian dưỡng thương, tôi lại nhận thấy đôi mắt mình thiếu mí và lại khăn gói lên thành phố Hồ Chí Minh, vào thẩm mỹ viện để nhấn mí. Anh kể tiếp. Đam mê giao kéo, diễn viên hài gốc Đồng Nai nhận được không ít ý kiến trái chiều từ dân mạng. Nhiều người cho rằng Lê Dương Bảo Lâm đã quá nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, khó tránh để lại di chứng về sau. Những năm gần đây, Dương Lâm ngày càng trở nên hoạt ngôn hơn để phù hợp với tính chất công việc cũng như định hướng hình ảnh của anh. Chính vì hay ra vẻ, hình ảnh của Lê Dương Bảo Lâm dần chuyển sang hướng hài hước. Bản thân anh cũng chăm chỉ làm xấu và không ngại đăng tải những hình ảnh ấy trên mạng xã hội. Đến hiện tại, khán giả vẫn yêu thương và luôn ủng hộ Bảo Lâm. Còn bạn, bạn nghĩ sao về ngoại hình trong quá khứ và hiện tại của nhân vật này? Hãy chia sẻ cảm xúc của mình dưới phần bình luận nhé!